Hello đã quay trở lại rồi đây. Tiếp theo series trở thành ITBA thì trong video clip này chúng ta bắt đầu vào phần phân tích hệ thống như đã tìm hiểu ở cái giai đoạn 1 sau khi chúng ta mang thông tin về chúng ta phân tích và chúng ta thực hiện các cái công đoạn về business analysis thì sau khi các bạn đã phân tích xong rồi giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đổi nó lên phần mềm đã làm phân tích nghiệp vụ rồi thì chúng ta phải làm sao chuyển đổi nó lên hệ thống thì nó mới hoàn thành được một cái phần mềm video clip này cái tip đó là không đánh đồng giữa business và system đây là một điều mà mình luôn nói là chúng ta phải phân biệt rất là rõ ràng giữa business nghiệp vụ và hệ thống business và system đây là hai cái mà chúng ta không thương điệt rõ các bạn sẽ gặp rất nhiều cái vấn đề về mặt phân tích nè các bạn sẽ không biết là chúng ta mô tả như thế nào nè và cũng như các bạn sử dụng công cụ thì các bạn cũng sẽ không biết làm sao để sử dụng một công cụ một cách đúng đắn Uh, quay lại thì mình review một chút là qua các giai đoạn làm việc đối với khi mà các bạn phát triển một cái phần mềm đó, thì các bạn sẽ có các giai đoạn đầu tiên là chúng ta phân tích nghiệp vụ nè chúng ta phân tích logic nè thì tới giai đoạn thứ ba này là chúng ta bắt đầu phân tích về mặt hệ thống thì phân tích về mặt hệ thống tại sao chúng ta phải tìm hiểu về mặt hệ thống này thì các bạn nhìn ở trên slide thì các bạn sẽ thấy là uh, hệ thống nó là cái sự chuyển đổi giữa cái thế giới thật sang cái thế giới ảo thì các bạn thấy cái thế giới thật là thế giới xung quanh chúng ta rất muôn màu muôn vẻ và thế giới có sự sống còn đối với cái hệ thống thì nó chỉ là những con chip chỉ là những sợi dây điện chỉ là những hệ thống xử lý và trên cái hệ thống thì các bạn thấy là nó không có cái gì ngoài cái vấn đề là data là luồng dữ liệu là việc xử lý thật sự nó rất là rất mơ hồ với các bạn nhưng chúng ta không phân biệt rõ được hai cái này chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề khi mà chúng ta phân tích thì đối với cái việc mà chúng ta phân tích hệ thống thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình input processing và output input tức là chúng ta input về mặt lệnh input về mặt dữ liệu processing tức là sử dụng cpu trên hệ thống để mà xử lý và cuối cùng là output tức là chúng ta kết quả đầu ra là cái gì cái hiển thị là cái gì thì các bạn thấy đối với hệ thống đó, nó không còn là cái sự tương tác giữa người với người giữa người với máy giữa máy với máy nữa mà nó chỉ là những cái dòng lệnh nó chỉ là những cái câu lệnh nó chỉ là những cái dữ liệu nó chỉ là những cái xử lý mang tính khô khan thôi nó không còn bất kỳ những cái gì mà có thể là tương tác nữa và cũng như là các bạn lưu ý là đối với cái hoạt động về mặt hệ thống đối với mặt xử lý về mặt hệ thống tất cả mọi thứ liên quan tới con người liên quan tới máy móc nó chỉ là mang tính là request hoặc là hiển thị hoặc là tiếp nhận kết quả thôi chứ các bạn đừng có uh, bị nhập nhằng đối với business đó. các bạn sẽ gặp rất là nhiều cái sự nhập nhằng là chúng ta sẽ người này người kia nhận rồi sau đó các bạn thấy nó sẽ có những cái tư duy các bạn bị áp đặt những cái tư duy của con người của cái tư duy của cái não người vào cái việc các bạn phân tích hệ thống cái này rất là nguy hiểm nha các bạn phải rất là lưu ý cái chỗ này đối với hệ thống nó chỉ có mang tính xử lý này kia thôi còn xử lý như thế nào cái đó là không phải là công việc của ba nhưng mà cái đó là công việc của con CPU, cái đó là công việc của RAM, của ổ cứng của này kia, nó không phải là công việc của BA. Thì đây cũng nhắc lại ha, các bạn phải bắt đầu phải tạo cho mình một cái tư duy tách bạch giữa thế giới thật và thế giới ảo. Chứ nếu không là các bạn sẽ bị nhập nhằng giữa hai cái này và các bạn vẽ vời diagram, các bạn mô tả uh, dữ liệu, mô tả document, etc. các bạn sẽ gặp thấy rất là nhiều khó khăn. Cái, cái điểm giao điểm giữa cái việc mà chúng ta phân tích hệ thống và chúng ta phân tích nghiệp vụ nó như thế nào à, thật ra có rất là nhiều cái phương pháp tiếp cận mỗi ba trên thế giới này có những phương pháp tiếp cận khác nhau có thể giống hoặc có thể khác đối với bản thân hai lúa thì mình sử dụng phương pháp tiếp cận như sau mình sẽ áp dụng vào user story business process và logic để mà mình chuyển đổi lên hệ thống tại sao mình sử dụng ba cái này tại vì thứ nhất user story user story nó là những cái mong muốn của người dùng những cái mong muốn đối với hệ thống đối với sản phẩm user story nó sẽ định hướng được trên cái hệ thống nó sẽ có những cái chức năng tính năng gì để mà thỏa mãn những cái mong muốn đó cái thứ hai là business process business process nó thể giúp cho chúng ta là những cái chức năng tính năng đó nó sẽ được kết hợp với nhau như thế nào nó nối với nhau như thế nào để mà nó thỏa mãn được một cái customer journey nó thỏa mãn được một cái quy trình nghiệp vụ và cái cuối cùng là cái logic thì giữa những cái user story, những cái business process đó như mình đã nói, cái logic nó như thế nào, cái sự kết hợp nó như thế nào thì cái logic nó là một cái điểm đệm để mà các bạn chuyển đổi giữa nghiệp vụ và hệ thống, tại vì logic nó mang tính là toán học, nó mang tính là những cái flow một cách rõ ràng, một cách hợp lý để mà chúng ta có thể chuyển đổi một cách uh, dễ dàng theo góc độ toán học, theo góc độ logic lên cái hệ thống. Nói tới hệ thống là nói tới logic đó là lý do vì sao khi các bạn phân tích nghiệp vụ, các bạn phải có một cái bước đệm review, là logic analysis để mà các bạn có thể dễ dàng chuyển đổi nó lên hệ thống. Nếu không là các bạn sẽ cảm thấy rất là trơ trơ và các bạn cũng không biết làm sao để mà chuyển đổi. Tiếp theo thì mình nói rõ hơn là một số cái điểm mà các bạn cần phải quan tâm khi mà các bạn nghiệp chuyển đổi giữa nghiệp vụ và hệ thống. Cái việc mà các bạn mô tả thì lúc nào nó cũng sẽ có tổng quan và chi tiết đối với phân tích hệ thống thật sự đây là một cái dạng mà phân tích chi tiết rất là nhiều tuy nhiên các bạn cũng phải luôn mang trong mình cái tư duy là chúng ta làm sao chúng ta phải chuyển đổi giữa tổng quan và chi tiết chúng ta phải có một cái bức tranh chung làm cái gì các bạn cũng phải làm một cái bức tranh chung cái đã rồi các bạn mới đi sâu vào chi tiết cái một trong các lý do mà các bạn cảm thấy khó khăn khi các bạn làm ba một trong các lý do mà các bạn cảm thấy khó khăn khi các bạn làm tài liệu nữa thì đó là các bạn cứ ào ào các bạn cứ bay vào chi tiết không à các bạn cứ làm sao? ồ bây giờ phân mô tả cái gì trước, mô tả cái gì sau, uh, mô tả như thế nào để ra sao? thì cái vấn đề đầu tiên các bạn phải mô tả tổng quan trước đã. thì cái việc đầu tiên các bạn phải mô tả tổng quan trên cái system nó có cái gì đó và bạn phải giống như là ràng một cái layout, là một cái tổng thể là trên system nó có cái gì uh, dựa trên user story. rồi từ đó các bạn mới bắt đầu đi tiếp đi tiếp đi tiếp uh, tiếp theo đó là chúng ta phải uh, căn cứ vào những cái uh, nhu cầu về mặt trạng thái về mặt tích hợp để các bạn mô tả chi tiết nữa Đó, chúng ta đã có user story để mà có phân tích tổng quan rồi. để mà coi trên uh, user story các bạn căn cứ trên user story các bạn coi coi trên hệ thống nó có những cái phần mục gì những cái chức năng tính năng gì rồi các bạn mô tả từng use case để mà các bạn chia nhỏ chi nhỏ chi tiết nó ra rồi căn cứ vào các nhu cầu về xử lý trạng thái xử lý tích hợp để các bạn có thể mô tả thêm ví dụ như các bạn có những cái trạng thái khác nhau trên hệ thống các bạn phải có mô tả các bạn có những cái tích hợp về api các bạn có tích hợp với các cái hệ thống với nhau các bạn phải có mô tả rồi cũng như các bạn có cần phải mô tả cơ sở dữ liệu hay không thì những cái phần này các bạn sẽ được mình hướng dẫn qua từng bước từng bước trong các video clip tiếp theo à, mình cũng giới thiệu qua một số cái công cụ thông dụng có rất nhiều công cụ có rất nhiều công cụ nhưng chúng ta chỉ sử dụng một số cái công cụ thông dụng thôi để mà chúng ta có thể dễ dàng chúng ta làm việc và thật sự đối với bản thân mình cuộc đời làm ba của mình không biết sau này như thế nào nhưng bản thân hơn 11 năm mình làm ba thì thật sự là mình cứ quanh quẩn mấy công cụ này hoài mình và bản thân dự án lớn dự án nhỏ gì thì thật ra cũng quanh quẩn những công cụ này mình vẫn có những video clip sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái công cụ chuyên sâu nhưng thật sự khi mà sử dụng công cụ chuyên sâu thì lúc đó các bạn sẽ thấy là nó có những cái mà rất là hiếm gặp thật sự chiếm một khoảng thời gian từ trước đến giờ thì khoảng 1 2% tổng thời gian mình làm công việc thôi. Còn lại là hơn 90%, 90, 95, 99% luôn á. Cứ quanh quẩn mấy công cụ này hoài. À, thì công cụ thì mình chia tạm chia ra làm ba dạng ha. Cái đầu tiên là công cụ để mà xây dựng cái cấu trúc của một cái system của một cái sản phẩm phần mềm. À, thì mình hay sử dụng là use case rồi uh, activity diagram và đôi khi mình sử dụng các flow Uh, nói về công cụ về mô tả trạng thái thì mình sử dụng State Diagram, nói về công cụ về mặt tích hợp, về mặt tương tác thì mình thường sử dụng là Sequence Diagram. À, nói về công cụ về mặt mô tả database thì mình sẽ sử dụng các cái công cụ về data flow diagram này, class diagram này, entity relationship diagram này. À, trên thị trường ấy, thì mình còn nghe cả có một cái công cụ gọi là Object Relationship Diagram à, Nhưng mà mình lưu ý đây là một cái công cụ không có nằm trong cái hệ thống UML hay là hệ thống BPMN gì cả Đây là một cái công cụ mà mình thấy khá là thông dụng do FPT Software đưa ra Thì cái công cụ đó thật ra cũng khá là hay à, Đó là một cái công cụ mà nó có, uh, có như là giống như là uh, mang tính là giống như là MMA gì đó, tích hợp rất là nhiều với ưu điểm của các cái công cụ khác nhau. À, tuy nhiên thì mọi bạn nên hiểu là công cụ đó là một cái công cụ không official và công công cụ đó cũng không trên thế giới nó cũng không có. À, cho nên là, đây là một công cụ khá là thuần của FPT Software đưa ra à, và gần như là mình thấy ai làm FPT Software đều rõ công cụ này. Thì mình cũng nói trước là mình thứ nhất là mình chưa bao giờ làm FPT Software cho nên mình cũng không rành về các các công cụ này. À, thứ hai là mình sử dụng các cái chuẩn chung thôi à, ví dụ như là uml để mà hướng dẫn các bạn chứ mình cũng không sử dụng mình cũng không hướng dẫn các cái chợ, các cái công cụ mà đặc thù như vậy nên à, nên các bạn muốn tìm hiểu về object relationship diagram thì các bạn có thể tìm hiểu các anh chị mà làm fpt software họ sẽ hướng dẫn cho các bạn ha thì trong cái video clip này mình muốn cho các bạn một cái bức tranh overview về làm sao để mà phân tích về mặt hệ thống. Thì trong các video clip tiếp theo mình sẽ đi chi tiết chi tiết các cái công cụ, đi chi tiết các cái hạng mục để mà các bạn có thể hình dung ra được là làm sao để mà chúng ta có thể uh, sử dụng công cụ nè, làm sao để chúng ta có thể kết hợp các cái công cụ nè, cũng như là làm sao để mà chúng ta có thể uh, uh, mô tả cái nghiệp vụ về mặt hệ thống, uh, mô tả hệ thống một cách dễ dàng nhất. Hai lúa cho các bạn. Chúc các bạn thành công.